Phần 28. Tối hôm đó, sau khi lấy được bộ đồ, quần đùi áo lót của bộ đội, tôi đi ngủ sớm. Tôi làm một giấc ngon lành cho đến gần sáng thì thức giấc. Lúc đó vì còn quá sớm nên chưa thấy ai chạy thể dục, nhưng tôi đã sẵn sàng. Chiếc quần đùi áo may ô của bộ đội tôi đã mặc sẵn từ tối hôm qua. Miếng giấy mỏng dính cuộn tròn bằng đầu đũa ngoài bọc ni lông đã được tôi giấu kín luồn sâu trong gấu quần đùi. Trong tờ giấy này tôi ghi tất cả những địa chỉ quan trọng của người thân và bạn bè ở Việt Nam cũng như hải ngoại. Để bảo đảm bí mật, tôi đã viết tất cả những địa chỉ này theo lối mã hóa của riêng tôi, khác với lối mã hóa bình thường. Nhìn vô là biết mã hóa, như vậy sẽ nguy hiểm. Nếu chẳng may lọt vào tay bộ đội công an, chúng sẽ tra khảo truy bức tôi. Lối mã hóa của tôi rất đơn giản, dù có bị phát hiện cũng chỉ thấy đó là những dòng địa chỉ bình thường mà không hề biết chúng đã được đánh tráo một cách khéo léo. Sợ thất lạc cũng như đề phòng khi bị bắt, bị lục soát, tôi đã giấu những địa chỉ này ở 3 nơi trên người tôi. Bây giờ chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng rời khỏi quê hương Việt Nam, tôi chỉ giữ lại có một miếng giấu trong quần đùi và một miếng giấu trong dép râu. Thức chờ được khoảng 15 phút, tôi nghe thấy những tiếng hô 1, 2, 3, 4 vọng lại từ xa. Không đầy 5 phút sau, những tiếng hô như vậy nổi lên ở nhiều nơi. Nhìn xuống quốc lộ 4B, tôi thấy xa xa có một đoàn bộ đội đang chạy vô thị trấn. Yên tâm, tôi trút bỏ bộ quần áo dài, chạy khởi động khoảng 5 phút cho máu huyết lưu thông, cơ thể nóng bừng. Rồi từ trên đồi, tôi chạy xuống đường quốc lộ, tới gần quốc lộ. Tôi ẩn mình vào trong bụi rậm bên đường. Chờ đoàn bộ đội chạy qua khoảng 30 giây, tôi mới chạy ra đường lộ. Ra tới đường lộ, nhìn về phía tay phải, tôi yên tâm. Chỉ có một toán bộ đội đang chạy tới, nhưng còn xa tới mấy trăm thước. Trời lúc đó sương mù lãng đãng và khí lạnh tràn ngập, nên không một ai nhìn thấy tôi. Hít một hơi thở thật sâu, tôi chạy theo toán bộ đội phía trước, nhưng giữ một khoảng cách vài chục thước. Chạy được một lúc, có thêm một toán bộ đội khác từ trong hẻm nhập cuộc. Toán này có vẻ sung sức nên qua mặt tôi vù vù. Họ vừa chạy vừa hô 1234, 1234. Tôi cũng hô to như họ. Hầu hết khi chạy qua đều có vẻ mặt thản nhiên, chẳng một ai để ý đến tôi. Chỉ có một người chạy cuối cùng nhìn tôi một thoáng rồi mỉm cười. Tôi cũng mỉm cười đáp lễ. Chạy được một đoạn qua mấy trạm gác, tôi thấy có trạm gác trống trơn, có trạm chỉ có một người gác. Nhưng quả nhiên như tôi đoán, chẳng có người lính gác nào bận tâm chuyện xét hỏi giấy tờ. Tôi thản nhiên chạy qua trạm gác, miệng hô to 1234, giống hệt như một tên bộ đội mà trong lòng vừa mừng vừa buồn cười. Chạy được khoảng 15 phút, tôi thấy trên đường có quá nhiều người chạy thể dục. Bên cạnh số đông là bộ đội công an biên phòng, nam nữ thanh niên xung phong. Còn có cả những người dân mặc nguyên quần dài áo bông cùng chạy. Ngoài ra cũng có nhiều người chẳng hiểu có phải là bộ đội hay không, chạy lẻ tẻ một mình như tôi, nên tôi rất an tâm. Nhờ đã nghiên cứu kỹ bản đồ và quan sát kỹ từ trên đồi cao, nên tôi đã biết được cầu sông Ca Long nằm về hướng nào. Vì vậy, chạy theo toán bộ đội đến khi vô thị trấn, tôi rẽ trái vô ngay một con lộ lớn. Dọc theo con lộ này cũng có hai toán bộ đội chạy ngược chiều nhau, mỗi toán khoảng 20 người. Tôi nhanh chóng chạy theo toán đang chạy về hướng Tây Bắc. Đây là hướng đi về phía cầu Ca Long. Chạy được khoảng một cây số qua cả chục trạm gác an toàn, không một ai chặn hỏi, tôi mừng quá. Tôi thầm ước lượng bây giờ tôi chỉ còn cách sông Ca Long khoảng 200 thước là cùng. Tôi định hướng rất nhanh và đoán con đường này vì chạy dọc theo bờ sông Ca Long, nên tôi không thể chạy hoài theo toán bộ đội phía trước được. Khổ nỗi vì nhà cửa dọc theo con lộ san sát, nên tôi không biết là mình đã chạy qua cầu sông Ca Long chưa. Đang lo nghĩ như vậy thì may quá tôi thấy ở bên phải có một khu đất trống khá rộng, không có nhà cửa cây cối gì. Nhờ vậy tôi có thể phóng tầm mắt quan sát và tôi nhìn thấy ngay cầu sông Ca Long nằm phía trước, cách chỗ tôi đang chạy khoảng 500-700 thước. Ở phía đầu cầu bên này có một trạm gác rất lớn, phía bên kia tôi nhìn thấy có mấy ánh đèn pha chiếu rọi ngang dọc về phía bờ sông. Mặc dù lúc đó trời đã sáng, từ đây tôi cũng nhìn thấy cả mấy ngọn đồi ở bờ bên này sông và con đường nho nhỏ ở phía bên kia bờ sông Ca Long. Như vậy tôi chỉ cách bờ sông có vài trăm mét. Thấy địa hình địa vật như vậy, tôi quyết định tôi phải tìm đường rẽ về phía sông Ca Long ngay bây giờ. Vì nếu để đến gần cầu sông Ca Long mới rẽ, tôi sẽ bị lọt vô tầm quan sát của đám bộ đội công an biên phòng ở đầu cầu. Khác với các trạm gác ở trong thị trấn Móng Cái dửng dưng với cảnh bộ đội chạy thể dục buổi sáng,
Trạm gác ở cầu Ca Long có trách nhiệm đối phó với Trung Cộng từng giây từng phút nên họ rất cảnh giác. Vì vậy từ trên cao nếu họ phát hiện thấy tôi trong bộ đồ chạy thể dục một mình chạy về phía chân cầu Ca Long, chắc chắn họ sẽ nghi ngờ theo dõi. Quyết định như vậy nên đang chạy phía bên trái, tôi băng qua đường sang phía bên phải. Trong khi chạy băng qua đường, tôi liếc nhanh về phía sau quan sát và yên tâm khi chỉ thấy có một toán bộ đội chạy cách xa vài trăm thước. Chạy được không đầy 100 thước, tôi thấy con hẻm nhỏ phía tay phải, lập tức tôi rẽ phải. Lúc này chân của tôi thì chạy vẫn bình thường như một người chạy thể dục, nhưng miệng thì không còn hô và mắt thì láo liên. Vì trong con hẻm này vắng lặng, nhà cửa bỏ hoang siêu vẹo, không có bóng người nào ngoài tôi. Chạy được khoảng 100 mét, tôi vô cùng lo sợ và hoảng hốt. Nhìn xuống chặng đường dài, đến cuối tầm mắt, tôi không thấy một bóng người. Khung cảnh hai bên đường hoang vu trống trải. Tình huống lúc đó cho tôi thấy đây không phải là khu vực có bộ đội chạy thể dục vào mỗi buổi sáng. Nghĩ vậy, tuy không biết con đường sẽ đi về đâu, nhưng tôi biết nếu cứ tiếp tục chạy theo con đường này trong 10 phút nữa, tôi sẽ lọt vô khu vực kiểm soát của đồn biên phòng trên cầu Ca Long. Đúng ra từ chỗ tôi đang chạy, tôi đã nhìn thấy cả đồn biên phòng lẫn cầu Ca Long cách khoảng 400-500 thước. Trong khoảng cách đó, nếu một tên bộ đội biên phòng trên đồi chiếu ống nhòm về phía tôi, hắn sẽ dễ dàng phát hiện ra tôi. Và nếu quả thực đoạn đường này từ xưa đến nay không có một tên bộ đội nào chạy thể dục vào buổi sáng, cũng như dọc theo con đường này không có một đơn vị bộ đội nào đóng quân, chắc chắn chúng sẽ nghi ngờ tôi. Trong tâm trạng hoảng hốt như vậy nên ngay khi thấy con hẻm nhỏ phía tay phải, tôi chẳng kịp suy nghĩ liền vội vàng rẽ ngay vô. Con hẻm này nhỏ hơn, chiều ngang chỉ khoảng 4 thước, cỏ hoang mọc đầy trên đường, cao tới gần đầu gối, chứng tỏ cả mấy tháng trời không có người qua lại. Chạy được vài chục bước đến chỗ quẹo phải, tôi vừa quẹo vô thì đột nhiên giật mình khi thấy hiện ra trước mắt một tấm biển bằng ván đen, trên có vỏn vẹt 4 chữ viết nguệch ngoạc bằng vôi trắng: cấm vào có mìn. Tôi rụng rời tay chân đứng khựng lại, trong lòng phân vân không biết nên đi tiếp hay quay trở lại. Đi tiếp tôi phải chấp nhận nguy cơ đụng phải mìn chết tan xác, quay trở lại tôi sẽ bị bắt, và cho dù chưa bị bắt thì tương lai tôi cũng không thể nào có cơ hội tiến sát đến bờ sông Ca Long như lần này. Nhìn theo con hẻm, tôi thấy con hẻm ngoằn ngoèo khoảng hơn 100 thước, dẫn đến ngọn đồi nhỏ, trên là một căn nhà lợp ngói thiệt lớn, nhưng đầy vẻ hoang phế tiêu điều. Tôi đoán đó là một nhà kho chứa hàng hay trại chế biến thức ăn gia súc. Sau một thoáng suy nghĩ, tôi đánh liều đi tiếp. Dấu hiệu cấm vào có mìn tuy làm cho tôi lo sợ đụng phải mìn, nhưng nó cũng giúp tôi an tâm. Trong khu vực này chắc chắn không có bộ đội công an du kích, tôi chỉ cần thật cẩn thận tránh đụng phải mìn là được. Bước qua mấy khúc tre gỗ dựng sơ sài làm chỗ treo tấm biển cấm vào có mìn, tôi thận trọng từng bước được vài bước, tôi nhìn thấy ngay những cụm cỏ héo khô, rải rác hai bên hẻm. Cúi xuống quan sát, tôi thấy ngay dấu hiệu mìn cá nhân được chôn bên dưới. Thì ra những trái mìn đã được gài một cách vội vàng, nên chỗ nào có mìn, chỗ đó cây cỏ bị héo úa, trông khác hẳn. Những vùng không có mìn, cây cỏ tươi tốt. Nhận ra được điều đó, tôi mừng rỡ nên đi nhanh hơn. Mặc dù tôi vẫn rất thận trọng chọn chỗ đặt từng bước chân của mình, cũng may mắn cho tôi ở khu vực này ngọn đồi đã che khuất đồn biên phòng trên cầu Ca Long, nên tôi không phải lo ngại bị những ánh mắt cú vọ từ đó phát hiện. Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, tôi chui được vô căn nhà trên đỉnh đồi. Thì ra đó không phải là nhà kho hay trại chế biến gia súc như tôi đoán, mà là nhà máy làm chén đã bỏ hoang. Nhà hình tròn, chu vi khoảng 30-40 thước, phía dưới là khu vực chất than đá đã cháy hết, phía trên là hàng chục ngàn chén đĩa các loại được xếp thành từng dãy ngang dọc, trong khi ở trên sàn chén đĩa cái lành cái vỡ nằm ngổn ngang, tất cả đều bị cháy đen thành sành và cả nhà máy đều lạnh lẽo hoang tàn đổ nát im lìm không một tiếng động. Tôi đoán nhà máy đã được lệnh sơ tán gấp rút chuẩn bị đối phó với cuộc xâm lăng của Trung Cộng, nên công nhân đã không kịp thu hoạch sản phẩm. Kết quả lửa than vẫn cháy cho đến khi tàn, khiến chén đĩa cháy đen thành than. Vô được bên trong nhà máy chén an toàn, tôi mừng quá. Đi quanh một vòng, quan sát qua các khe giữa các bức tường gạch, tôi vô cùng mừng rỡ khi thấy về hướng bắc là dòng sông Ca Long chảy cách nhà máy chén không đầy 200 thước. Phía bên tay trái, tức là phía tây của nhà máy chén, cách khoảng 200 thước là đồn biên phòng trên cầu sông Ca Long. Từ nhà máy chén, tôi cũng nhìn thấy rõ cầu sông Ca Long. Ở giữa cầu có dựng một hàng rào, hai bên cầu đều có lính bồng súng đi lại. Bên Việt Nam tôi thấy có 3-4 người lính, còn Trung Quốc tôi chỉ thấy có một người lính. Riêng về phía bên tay phải, tức là phía đông của nhà máy chén, tôi thấy có mấy đơn vị bộ đội phòng không đóng liền liền như bát úp, cách nhà máy chén khoảng hơn 100 thước.
Sau khi tìm hiểu thật kỹ địa hình địa vật, tôi thấy rất khó có thể vượt qua sông Ca Long giữa ban ngày. Chỉ cần tôi xuất hiện tiến về bờ sông Ca Long, tôi sẽ bị lọt vô tầm kiểm soát của đồn biên phòng cầu Ca Long nếu tôi chọn hướng bên trái, hoặc tôi sẽ đụng phải các đơn vị bộ đội phòng không nếu tôi chọn hướng bên phải. Còn nếu chọn vượt qua sông Ca Long vào lúc tối, tôi sẽ gặp nguy hiểm bị bên Trung Cộng bắn chết trước khi tới được bờ bên kia. Tôi hiểu khi hai quốc gia trong tình trạng thù nghịch, chiến tranh có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Việc tôi bơi qua sông vào ban ngày sẽ bớt nguy hiểm rất nhiều, còn bơi qua sông lúc đêm tối sẽ rất nguy hiểm. Cho dù tôi có trốn thoát được phía Cộng sản Việt Nam, tôi cũng sẽ dễ dàng bị bên Trung Cộng bắn chết vì họ nghi ngờ tôi là gián điệp đặc công của Việt Cộng xâm nhập lãnh thổ Trung Quốc. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi thấy chỉ có hai cách. Một, đợi đến lúc hoàng hôn, lợi dụng lúc tranh tối tranh sáng, tôi sẽ liều mạng bơi qua sông Ca Long. Khi đó trời chưa tối hẳn, dân chúng Trung Cộng vẫn còn tắm rửa giặt rũ bên bờ sông Ca Long rất đông, nên khi tôi bơi qua sông, tôi sẽ dễ dàng bị mọi người phát hiện. Nhờ vậy, hành động bơi qua sông của tôi không bị binh lính và công an Trung Cộng coi là hành động lén lút để có thể bị họ xử lý bắn chết tại chỗ. Cách thứ hai, tôi chịu khó chờ thật khuya bơi qua sông Ca Long để cho nước trôi xuống hạ nguồn, rồi tìm chỗ ẩn nấp an toàn, đợi đến sáng hôm sau giữa ban ngày ra nộp mạng cho nhà cầm quyền Trung Cộng. Cách này có vẻ an toàn hơn, nhưng nghĩ kỹ tôi thấy có mấy nguy cơ. Thứ nhất, sau khi bơi qua sông, tôi không thể đủ sức chịu đựng suốt một đêm lạnh lẽo để chờ tới sáng. Nhất là từ sáng đến giờ, tôi không có một chút gì trong bụng. Khi chạy được vô nhà máy chén, tôi cũng sơ ý và cũng không thể mang theo được bất cứ thứ gì có thể ăn được. Kiểu này cho đến khi bơi qua sông Ca Long và chờ đợi đến sáng mai, tôi vẫn phải nhịn đói. Như vậy là điều rất nguy hiểm cho tôi. Nguy cơ thứ hai, dù cho tôi có bơi qua sông Ca Long an toàn, khi tôi ẩn nấp ở bên kia bờ sông trong đêm tối để chờ trời sáng, tôi vẫn có thể bị bộ đội biên phòng công an của Trung Cộng phát giác, bắn chết bất cứ lúc nào. Cân nhắc hồi lâu, tôi thấy cách hay nhất là chờ trời chập choạng tối, tôi sẽ bò từ nhà máy chén đến bờ sông Ca Long và bơi qua sông khi bờ sông bên Trung Cộng. Dân chúng vẫn còn nhộn nhịp sinh hoạt, tôi tin chắc bơi qua sông khi đó mọi người sẽ dễ dàng phát hiện ra tôi, và như vậy tôi chỉ có thể bị bên Trung Cộng bắt sống. Đoạn đường nguy hiểm nhất là đoạn đường từ nhà máy chén đến bờ sông Ca Long. Làm sao tôi có thể qua mắt được bộ đội biên phòng và công an Việt Nam? Nếu Việt Cộng phát hiện ra tôi đang đào tẩu về phía Trung Cộng trong khu vực đã gài mìn, chắc chắn Việt Cộng sẽ bắn chết tôi ngay. Lúc đó tôi cũng đã nghĩ đến cách liều mạng chạy thẳng từ nhà máy chén đến sông Ca Long. Khoảng cách 200 thước tôi chạy thật nhanh, chỉ mất khoảng 3 phút. Trong thời gian 3 phút ngắn ngủi đó, dù cho bộ đội biên phòng hay công an Việt Cộng có phát hiện, chắc gì chúng đã kịp đối phó. Nhưng điều tôi lo ngại là những trái mìn cá nhân được gài rải rác suốt cả một khu vực mênh mông từ đây tới bờ sông. Nếu tôi đi hoặc bò thật chậm rãi trong lúc ánh nắng chưa tắt hẳn, tôi có thể phát hiện ra những bụi cỏ héo để tránh né. Còn nếu phải chạy thật nhanh, làm sao tôi có thể tránh thoát được những trái mìn cá nhân? Đáng lo hơn nữa là đoạn đường từ nhà máy chén đến bờ sông Ca Long không hề có đường mà chỉ là một bãi cát mênh mông với những bụi cây dại mọc lác đác. Tôi không biết dưới bãi cát đó Việt Cộng có gài mìn cá nhân hay không. Nếu có, tôi rất khó phát hiện ra chúng. Càng nghĩ tôi càng điên cả người. Bây giờ tôi giống như một con cá bị mắc cạn. Chạy đường nào tôi cũng 9 phần chết 1 phần sống. Mà nếu không đủ can đảm chạy thì tôi cũng đành chịu chết đói trong nhà máy chén. Tôi không có đồng hồ, nhưng đoán chừng khi vô được nhà máy chén khoảng 8 giờ sáng. Từ đó cho đến chiều tôi không có một thứ gì ăn uống. Sau mấy tiếng đồng hồ chịu đói chịu khát, tôi phải đi tiểu vào một cái chén để uống chút chút cho đỡ khát. Khi ra phía ngoài, tôi thấy ngay cạnh sườn đồi về phía cầu sông Ca Long cách nhà máy chén khoảng 10 thước, có mấy dây khoai lang bò ngổn ngang trên mặt đất. Tôi không biết những dây khoai lang đó đã có củ hay chưa, nhưng dù cho không có củ, nếu tôi lấy được một nắm lá khoai lang ăn sống cũng đỡ mệt rất nhiều. Tôi muốn bò ra ngoài hái ít rau khoai lang hay tìm kiếm thêm ít trái cây để ăn cầm lòng. Nhưng dưới ánh sáng mặt trời, tôi thấy rất rõ những người lính đóng trên đồn biên phòng ở cầu sông Ca Long đang đi lại. Ngoài ra tôi cũng thấy cả những đơn vị bộ đội đóng chung quanh nhà máy chén, tiếng hò hét la ó cười đùa vang lên rõ mồn một. Ngay cả con hẻm có tấm bảng đen cấm vào có mìn, bây giờ cũng có một đơn vị bộ đội đi tuần tiễu. Như vậy là tôi đã bị bộ đội công an và mìn bẫy bao vây tứ bề. May mắn tôi đã chui vào ở trong một nhà máy chén nằm giữa khu vực có gài mìn nên được tạm thời an toàn. Đến xế trưa mệt quá, tôi nằm ngủ thiếp đi một lúc. Không biết ngủ được bao lâu, khi giật mình tỉnh giấc ngó ra ngoài, tôi thấy trời đã hoàng hôn. Tôi ngồi dậy tập thở khoảng 15 phút cho đầu óc tỉnh táo.
Khí lực hồi phục, sau đó tôi cố gắng tập trung mọi suy nghĩ của mình sao cho thật lạc quan, để có ý chí, có quyết tâm vượt biên bằng mọi giá. Tôi đứng dậy vươn vai, hít thở vài lần thật sâu, nhịn thở thật lâu cho dưỡng khí thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt, huyết mạch trên cơ thể. Sau đó tôi uống chút nước tiểu rồi cởi chiếc áo may ô, lấy nước tiểu xoa bóp thật kỹ các bắp thịt trước khi tập chạy khởi động tại chỗ khoảng 20 phút cho cơ thể nóng bừng, máu huyết lưu thông. Làm như vậy để khi lao vào dòng sông Ca Long lạnh cóng của mùa đông, tôi không bị chuột rút hay bị cảm lạnh. Khoảng 6 giờ chiều hôm đó ngó ra bên ngoài, thấy mặt trời đã khuất bóng, ánh nắng hoàn hôn đã gần tắt. Nhìn mấy sợi dây lan ngoằn ngoèo cách chân tường khoảng chục thước, tự dưng tôi thấy thèm thuồng quá. Bỗng chẳng hiểu sao tôi vội lách người qua khe hở giữa hai bức tường gạch, bước vội mấy bước xuống triền đồi. Trong thâm tâm lúc đó tôi chỉ có ý định giật vội lấy mấy ngọn khoai lang rồi chạy trở lại ngay nhà máy chén. Chẳng may phần vì sườn đồi hơi dốc, đất cát lại lún. Tôi thì vừa đói vừa hoảng hốt, không kịp giữ thăng bằng nên bị trượt chân, té lộn 2-3 vòng liền. Kinh hoàng, tôi vội lồm cồm bò dậy. Chưa kịp đứng vững thì bỗng nghe có tiếng hét từ xa vọng lại. Ai? Đứng lại! Chớp nhoáng tôi nhận ra ngay tiếng hét từ phía đồn biên phòng trên cầu Ca Long. Trong ánh hoàng hôn tôi vẫn còn nhìn thấy rõ lố nhố mấy tên bộ đội biên phòng đang cầm súng chỉ trỏ về phía tôi. Khoảng cách trên dưới 200 mét thật ngắn ngủi và lý tưởng cho những tràng đạn AK-47. Chạy trở lại nhà máy chén bây giờ là điều vô cùng nguy hiểm. Chúng sẽ bao vây bắt sống hoặc bắn chết tôi dễ dàng. Còn chạy thẳng xuống sông Ca Long, tôi cũng bị chúng đốn ngã bằng những tràng AK ác nghiệt hoặc chết banh xác vì mìn. Còn đứng lại theo lệnh của chúng, tôi sẽ bị chúng bắt. Trong vài tích tắc phân vân, bỗng có tiếng loa phát thanh vang lên thật lớn. Đồng chí, đơn vị nào? Nghe chúng hỏi vậy, tôi hy vọng mình còn có thể đánh lừa được chúng. Tôi há miệng, hét lớn tên một đơn vị mà tôi đã coi được trên bì thư của một tên bộ đội ở bưu điện Móng Cái. Khổ nỗi dù tôi hét lớn, nhưng tiếng nói của tôi khè khè như người hết hơi. Thì ra từ sáng đến giờ tôi không ăn không uống, nên cổ tôi bị khô và tôi không còn sức để hét. Vả lại cho dù tôi có hét to đi nữa, đã chắc gì những tên bộ đội trên đồn biên phòng nghe thấy. Và dù có nghe, đã chắc gì chúng tin. Tiếng loa lại vang lên, và lần này thì thật khủng khiếp. Đồng chí, đứng im, giơ tay lên. Nghe tiếng thét, tôi giật mình hoảng hốt vô cùng. Nếu tôi chấp nhận đứng im, giơ tay, tôi sẽ bị tụi Việt Cộng bắt sống và cầm chắc cái chết. Còn nếu tôi liều mạng bỏ chạy, tôi sẽ bị chúng bắn. Nhưng tôi vẫn còn hy vọng thoát chết. Điều tôi lo ngại là trong tình huống như thế này, nếu bỏ chạy tôi sẽ phải chạy bán sống bán chết. Làm sao tôi có thể tránh được mìn bẫy? Nhưng bây giờ tôi không còn cách nào chọn lựa ngoài cách bỏ chạy. Thôi thì chỉ biết cầu nguyện đấng tối cao cùng vong linh thầy tôi và vong linh chị Phúc, người chị ruột, sinh trước tôi khoảng 2 năm, mất khi tôi mới lên 2 tuổi, mà suốt cuộc đời tôi luôn luôn tin tưởng chị rất linh thiêng phù hộ cho tôi. Nghĩ vậy tôi đột nhiên xoay người, chạy thục mạng xuống triền đồi, thẳng về phía sông Ca Long. Vừa chạy được vài bước thì tôi bị vấp, té lộn nhiều vòng dọc theo triền đồi. Nhưng tôi chẳng hề thấy đau đớn, vội đứng lên chạy tiếp. Ngay khi đó từ loa phóng thanh vang lên tiếng hét gay gắt, đứng lại, đứng lại, kèm theo là một tràng đạn AK nổ vang. Tôi biết đó là tràng đạn bắn chỉ thiên. Tôi vẫn chạy, khoảng cách từ chỗ tôi đứng lúc đó đến bờ sông Ca Long không đầy 200 thước. Người chạy nhanh nhất thế giới chạy mất khoảng 22 giây. Tôi không biết chạy nhanh như thế nào, nhưng vì từ trên đồi chạy xuống nên tôi chạy nhanh lắm. Ngay khi đó tràng đạn thứ hai lại nổ vang, và lần này tôi nghe thấy tiếng đạn xé gió ngay bên cạnh. Nhưng tôi bất chấp, tôi liều mạng, và tôi cũng chẳng còn thì giờ để ẩn nấp, né tránh hay chạy theo hình chữ chi để tránh đạn như sách vở đã dạy. Tiếp theo mấy tràng đạn nữa nổ vang, nhưng thật may mắn và cũng thật kỳ lạ, không một viên đạn nào bắn trúng tôi. Chạy được khoảng vài chục thước, bỗng dưng tôi giật mình khi thấy trước mặt có mấy cụm chông thép ló lên khỏi mặt đất, mỗi cụm khoảng 2-3 mũi chông, cụm nọ cách cụm kia khoảng nửa thước. Tôi sợ quá vội đứng ngay lại nhìn xuống chung quanh chỗ mình đứng, thì thấy thật may mắn, cả hai bàn chân của tôi đều cách những cụm chông thép có hơn một gang tay. Tôi vội ngoái nhìn lại phía sau, và những gì nhìn thấy khiến tôi rùng mình sợ hãi thật sự. Dưới ánh nắng chiều sắp tắt, cả một bãi chông thép mênh mông trải dài suốt cả bãi cát. Những mũi chông thép phản chiếu ánh mặt trời, lấp lánh ánh sáng trông thật ghê rợn. Thì ra dưới làn đạn truy đuổi,
Tôi đã chạy thục mạng, chạy bán sống bán chết, chạy vào giữa một bãi trông thép mà không hề dẫm phải một mũi trông nào. Nhìn những mũi trông đó tôi biết, đế của chúng làm bằng xi măng, có đường kính khoảng 20 phân, trên cắm 3 mũi trông thép có cửa, dài ngắn khác nhau. Tôi chỉ cần dẫm phải một mũi là đủ bị ghim cứng tại chỗ, chờ cho cộng sản đến bắt sống. Nhìn bãi trông trải ra mênh mông đằng trước đằng sau, bên trái bên phải, tôi đứng chết lặng cả người vì sợ hãi hú hồn vì thoát chết, và cũng vô cùng mừng rỡ vì may mắn. Ngay giây phút đó vượt lên trên tất cả mọi chuyện, tôi chợt thức ngộ được một điều vô cùng thiêng liêng, phép lạ của đức tin, phép lạ của sự nguyện cầu. Quý bạn thử nghĩ coi lúc đó làm sao tôi không tin có phép lạ được, khi tôi cắm đầu cắm cổ chạy vào giữa một bãi trông mà không hề dẫm phải một mũi trông nào. Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy lúc này tiếng súng, tiếng loa phóng thanh không hiểu sao bỗng cùng im bặt. Nhìn về phía đồn biên phòng trên cầu sông Ca Long, tôi chợt hiểu, thì ra tôi đã chạy khuất vào một chân đồi nên lính canh gác trên đồi biên phòng không còn nhìn thấy tôi. Điều may mắn nữa vì khu vực tôi chạy vô đã được gài đầy trông và mìn, nên bộ đội biên phòng và công an Việt Cộng chẳng thể truy đuổi tôi. Trái lại, họ chỉ có thể bắn chết tôi hoặc chờ đợi tôi bị giết chết bằng trông mìn. Thì ra tôi đã chạy vô chỗ chết để được may mắn tìm ra đường sống. Tuy nhiên tôi phải nhanh chóng chạy xuống dòng sông Ca Long, phải bơi nhanh sang bờ bên kia. Lúc đó tôi chỉ còn cách bờ sông có vài chục thước. Tôi vội cẩn thận quan sát và rón rén đặt chân xuống những chỗ không có trông. Tới sát bờ sông, sợ đụng phải mìn gài ở ven bờ, tôi vội bám vào một cây tre, đu người ra tới gần ngọn, rồi thả người xuống dòng sông và bơi vội sang bờ bên kia. Sông Ca Long không rộng, bề ngang chỉ khoảng 200 thước, nước trong xanh và không chảy xiết. Tuy đầu mùa đông nhưng nước lại ấm, trái với sự lo sợ của tôi. Không hiểu vì sao bộ đội biên phòng trên cầu sông Ca Long không bắn đuổi theo tôi khi tôi bơi qua sông. Có thể Việt Cộng sợ không muốn có những hành động để Trung Cộng hiểu lầm là gây hấn chăng. Tuy vậy tôi vẫn cắm đầu cắm cổ, bơi. Không đầy 5 phút sau tôi sang được bờ sông Ca Long phía Trung Quốc. Khi ấy mặt trời đã gần lặn, nắng đã gần tắt nên vẫn còn nhìn rõ mặt người. Dọc theo bờ sông vẫn còn rất đông người tắm giặt gánh nước, trẻ em nô đùa, và trên bờ người ta qua lại vẫn tấp nập. Bỗng dưng khi thấy tôi bơi từ bên bờ Việt Nam bơi sang, nhiều người ngạc nhiên chỉ trỏ. Khi tôi từ dưới nước đi lên, họ la hét bằng tiếng Hoa, nhưng tôi không hiểu họ nói gì. Trong chốc lát một đám đông bu quanh tôi, tiếng la hét, cười đùa, trêu chọc ầm ĩ. Giữa lúc tôi đang run rẩy không biết nói gì, làm gì, đi về đâu, thì bỗng có tiếng hét lanh lảnh, rồi đám đông bỗng rẽ ra hai bên. Bước vô là một nữ dân quân mặc quần áo dân sự nhưng đeo súng AK, cánh tay có đeo băng đỏ, gương mặt tròn chỉnh trẻ măng, hai má phúng phính nhưng nghiêm nghị. Cô chĩa súng AK vào người tôi rồi lanh lảnh nói một hồi. Tôi nghe nhưng lắc đầu không hiểu. Cô lại nói một hồi nữa, tôi cũng lắc đầu. Rồi tôi nói chậm rãi bằng tiếng Việt, tôi tị nạn. Nghe tôi nói cả đám đông cười ồ lên, la hét Việt Nam nhầm. Nhưng người phụ nữ dân quân mím môi nhất định không cười. Cô thúc mũi súng vào người tôi rồi chỉ tay về phía dòng sông Ca Long ra hiệu, miệng kêu păng păng. Tôi hiểu ý cô bảo tôi phải bơi trở về phía bên kia bờ, nếu không sẽ bị cô bắn. Tôi lắc đầu cương quyết không chịu, cô tức giận lên đạn, rồi hét lên păng păng, giọng tức giận. Tôi hiểu ý cô muốn nói nếu tôi không chịu bơi trở lại Việt Nam cô sẽ bắn chết. Nhưng tôi hiểu đó chỉ là sự hăm dọa. Trước mặt bao nhiêu người Hoa, tôi chỉ có hai bàn tay trắng, lại chẳng gây nên tội lỗi gì trên đất nước Trung Hoa. Tôi chẳng đe dọa một ai, làm sao cô dám tự dưng bắn tôi. Hiểu vậy tôi vẫn cương quyết lắc đầu không chịu nhúc nhích. Ngay lúc đó có một người đàn ông cao to rẽ đám đông bước vô, ông khoảng 40 tuổi, râu quai nón xồm xoàm nói tiếng sang sảng. Câu nói đầu tiên của ông là câu ông hỏi tôi bằng tiếng Việt, anh người Việt. Tôi mừng rỡ, vâng tôi người Việt, không phải người Việt gốc Hoa. Không, tôi người Việt thuần túy. Người đàn ông quay sang người nữ dân quân nói líu lô một hồi rồi quay sang hỏi tôi, anh không phải người Việt gốc Hoa thì bơi sang Trung Quốc này làm gì? Tôi nói ngắn gọn, tôi xin được tị nạn chính trị. Người đàn ông ngạc nhiên không hiểu, ông nói gì? Tị nạn chính trị là thế nào? Tôi nghĩ ngay có lẽ người đàn ông chỉ là một người thông ngôn bình thường, không hiểu gì về luật pháp, vì vậy tôi nói một cách dễ hiểu hơn. Tôi bị Cộng sản Việt Nam truy sát nên tôi phải chạy sang đây ẩn tránh. Người đàn ông ồ lên một tiếng gật gù ra vẻ hiểu, rồi quay sang người nữ dân quân líu lô một hồi bằng tiếng Hoa. Cả đám đông nghe ông nói xong đều ồ lên tỏ vẻ vui, đồng cảm, mũi súng AK chĩa vào người tôi bây giờ cũng được trút xuống đất.
Thái độ của người nữ dân quân không còn gay gắt như trước, nhưng người nữ dân quân vẫn líu lo nói với người thông ngôn, tay chỉ về phía bên kia sông. Người đàn ông gật đầu quay sang tôi nói tiếp, Đảng và Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa đã đóng cửa biên giới từ ngày tháng 5. Kể từ ngày đó, không một người Việt gốc Hoa nào được phép đặt chân lên lãnh thổ Trung Hoa. Vì vậy, cô này ra lệnh cho anh phải bơi trở lại Việt Nam ngay, nếu không anh sẽ bị xử lý tại chỗ. Tôi lắc đầu cương quyết, tôi không phải là người Việt gốc Hoa, tôi là người Việt chạy trốn Cộng sản Việt Nam. Người thông ngôn líu lô nói với cô dân quân một hồi, trời lúc này đã tối, gió lạnh thổi, người tôi lạnh run cầm cập. May mắn ngay lúc đó một người đàn bà từ trong đám đông quẳng cho tôi một chiếc áo. Tôi cảm động cầm chiếc áo khoác vội lên người, định nói hai chữ tố chè là cảm ơn thì người đàn bà đã biến mất trong bóng tối. Thấy người nữ dân quân Trung Cộng tuổi còn trẻ măng, người thông ngôn có vẻ thiếu hiểu biết mà tình thế có vẻ bế tắc, tôi liền đánh một nước liều. Tôi lên tiếng giọng dõng dạc rõ ràng, tôi có thù không đội trời chung với Cộng sản Việt Nam, vì vậy tôi phải vượt qua không biết bao nhiêu nguy hiểm, phải bơi qua sông Ca Long để sang đây gặp lãnh tụ Hoa Quốc Phong, Chủ tịch Quốc vụ viện, Chủ tịch Hội đồng Quân ủy và Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Nghe tôi nói một hơi dài, người thông ngôn nhìn tôi ngạc nhiên không nói gì. Tôi giục ông nói với cô ấy cho tôi gặp cán bộ công an cao cấp ở đây để giải quyết nguyện vọng quan trọng của tôi. Còn cô ấy bảo tôi bơi về bên Việt Nam, tôi cương quyết không. Ông nói cho cô ấy biết thà tôi bị cô ấy bắn chết trên đất nước Trung Hoa còn hơn tôi phải bơi về để bị Cộng sản Việt Nam cầm tù. Người thông ngôn quay sang người nữ dân quân nói một hồi, cả đám đông nghe xong vỗ tay hoan hô ầm ĩ. Tôi đoán có lẽ họ đã hoan hô câu nói thà tôi bị cô ấy bắn chết trên đất Trung Hoa còn hơn tôi phải bơi về để bị Cộng sản Việt Nam cầm tù. Nghe người thông ngôn nói xong và thấy đám đông hoan hô ủng hộ tôi, người nữ dân quân ngúng quẩy không nói gì quay đầu bước đi. Người thông ngôn bảo tôi đi theo cô về đồn công an, rồi ông ta đi sau tôi, cả đám đông người Hoa cũng ồn ào và lũ lượt đi theo. Tôi bước theo người nữ dân quân lòng mừng khôn tả, tôi không biết chính quyền Trung Cộng sẽ đối xử với tôi như thế nào, tin tưởng câu chuyện của tôi đến mức độ nào, nhưng tôi biết chắc một điều, nếu tôi một lòng cương quyết không chịu trở lại Việt Nam, cuộc sống của tôi trên đất Trung Quốc cũng sẽ không nguy hiểm. Dĩ nhiên lúc đầu công an tình báo của Trung Cộng sẽ nghi ngờ những lời khai của tôi, nhưng cùng với thời gian sự thật sẽ được chứng minh, họ sẽ hiểu tấm lòng ngay thật của tôi. Hơn nữa cùng với sự giúp đỡ của các thân nhân và bè bạn ở ngoại quốc, chính quyền Trung Cộng sẽ hiểu rõ tôi hơn. Vả lại tôi không hề có ý định ở lại Trung Quốc mà chỉ muốn xin tị nạn tạm thời ở Trung Quốc một thời gian trước khi lên đường đoàn tụ với gia đình ở Úc hoặc ở Mỹ. Như vậy mọi giả thuyết họ cho rằng tôi là gián điệp của Cộng sản Việt Nam muốn xâm nhập vào Trung Quốc sẽ không đứng vững. Đi được khoảng 15 phút qua những con đường lát đá ngoằn ngoèo và nhỏ hẹp thì đến một đồn công an, sau này tôi biết đó là đồn công an biên phòng Tống Huếnh, Đông Hưng. Ngay ở cổng đồn có một trạm gác, trong có một ngọn đèn điện tù mù tỏa sáng. Người nữ dân quân bước tới nói với người công an trong trạm gác một lúc, sau đó có hai người công an từ trong đồn bước ra, dẫn chúng tôi vô trong sân đồn. Riêng tôi khi vào tới sân đồn, người thông ngôn dẫn tôi vô trong một phòng nhỏ, mỗi chiều khoảng 3 thước, trong có duy nhất chiếc bàn gỗ, mấy chiếc ghế và một ngọn đèn điện. Sau khi bảo tôi ngồi chờ, người thông ngôn đóng cửa khóa trái. Tôi rất ngạc nhiên trước thái độ lơ là thiếu cảnh giác của công an, bộ đội biên phòng Trung Cộng. Tôi nhớ khi giải tôi từ bờ sông về đồn công an, người nữ dân quân đeo súng AK lại đi trước để tôi đi sau. Trong khi hai tay tôi không hề bị còng, bị trói gì. Cho đến khi tôi về đến đồn công an cũng chẳng có ai còng tay trói chân tôi. Thái độ của mọi người công an khi thấy tôi cũng dửng dưng, chẳng thấy ai có thái độ thù nghịch cảnh giác trông chừng. Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng dưng cửa bật mở, bước vô là một người đàn ông cao to trắng trẻo đẹp trai, mặc đồ công an bốn túi nhưng không đeo quân hàm. Người đàn ông niềm nở bắt tay tôi và tự giới thiệu bằng tiếng Việt rất lưu loát, tôi là Ngô, đặc trách công tác chăm lo đời sống cho Hoa Kiều hồi hương, còn đồng chí tên gì? Tôi trả lời ngay, thưa, tôi là Phạm Thái Lai. Cán bộ Ngô gật gù nói tiếp giọng vui vẻ bạch thiệp, tôi tin là đồng chí hiện đang rất đói, vì vậy trước khi chúng ta có thể làm việc với nhau, tôi nghĩ đồng chí nên làm một tô mì cho ấm bụng đã nghe. Tôi vừa mừng vừa ngạc nhiên, mừng vì quả thực lúc đó đang đói đến bủn rủn chân tay mà chưa tiện mở miệng xin ăn, ngạc nhiên vì không ngờ một cán bộ Trung Cộng lại nói tiếng Việt rất sõi, lại xưng hô đồng chí với tôi, một người Việt mới chân ướt chân ráo đặt chân lên đất Trung Hoa. Trên người chỉ có một chiếc quần đùi và một chiếc áo vá chằng vá đụp của một người Hoa tốt bụng vừa cho. Mặc dù chẳng ưa gì hai chữ đồng chí trên miệng những người cộng sản, nhưng trong hoàn cảnh đó tôi nghĩ thái độ của cán bộ Ngô quả là điềm lành cho tôi. Tôi chưa kịp lên tiếng, cán bộ Ngô lại tiếp.
Bây giờ đồng chí ngồi đây chờ một chút, tôi cho người mang vô một bộ đồ đồng chí mặc tạm. Sau đó sẽ có người mang vô cho đồng chí một tô mì. Đồng chí ăn xong chúng ta sẽ nói chuyện vui vẻ. Dứt lời, cán bộ Ngô đứng dậy bắt tay tôi rất chặt rồi bước ra. Cánh cửa duy nhất vẫn để nguyên không khóa. Vài phút sau, một người công an bước vô đưa cho tôi một bộ đồ và một đôi dép. Mở bộ đồ ra coi thì thấy đó là một bộ đồ công an hơi cũ. Thay đồ xong thì cũng vừa lúc một người đàn bà luống tuổi bước vô, tay bưng tô mì nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Tối hôm ấy tôi ngồi ăn ngấu nghiến tô mì mà không hề biết hôm đó là ngày 1 tháng 10, ngày quốc khánh của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Các bạn vừa nghe xong phần 28. Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 29.